Chào các bạn, các cháu. Hôm nay tôi rất vui được gặp các bạn, các cháu để chia sẻ trải nghiệm về bông hoa cây cảnh. Hôm nay tôi trải nghiệm về cây bông hồng, dâm cành bông hồng nha các bạn, các cháu. Đây là những cành bông hồng tôi cắt khúc ra rồi nè. Tôi dâm vô ba loại đất. Loại này đất đất đỏ rồi các bạn. Đất đỏ này lấy ở Lâm Đồng nè. Đi Lâm Đồng chơi rồi lấy mới về rồi. Thấy Đà Lạt Lâm Đồng người ta trồng bông hoa cây cảnh đồ đẹp lắm mà tốt mau phát triển nữa. Tôi xin về một bịch để dâm cái cành bông hồng. Nó dâm bông hồng nó tốt. Tôi dâm bằng ba loại đất, loại giá thể nha các bạn, các cháu. Đây là đất đỏ ba ran gì đó ở Lâm Đồng á, Lâm Đồng Đà Lạt á, tôi đem về rồi. Ở đây là cho trấu sơ dừa, vỏ trấu của địa phương. Đây là cát, cát là sông Tiền, cát lấy sông Tiền rồi các bạn, các cháu. Tôi dâm ba loại để coi loại nào lên mạnh. Nếu loại nào lên mạnh, lên khỏe thì mốt tôi có dâm tôi lấy cái tiễn cái loại đó. Tôi làm giá thể dâm sau này. Để cắt khúc ra khoảng chừng tấc rồi các bạn. Cháu, khoảng chừng tấc. Điều ra. Dâm xuống 3-4 phân. Mỗi chậu tôi dâm 2 hôm các bạn, các bạn. Chậu dâm 2 hôm. Mười. 8 chậu. 8 hôm. 9. Chết mà được đủ mà 2 4 5 6 8 10 13 16 19 đủ rồi. 9 chậu, 2 hôm, 9 chậu 18 hôm. Rồi giờ vô đất. Vô đất đỏ trước. Đỏ vô chậu đỏ. Khoét lỗ sẵn. Khoét lỗ sẵn rồi. Chưa một khoảng rồi mình xịt nước nó không ra ngoài. Vậy được rồi không? Rồi. Này
mỗi chậu này ba cái này, hai cái chậu hai cây chín chậu một chậu, bây giờ là bây giờ dâm đại rồi mà dâm hốt cát ra hốt này chứ hả, thì hốt này hai chậu, mỗi cái hai chậu, mỗi cái ba chậu, ba chậu hả, mỗi cái ba chậu. Ba chậu đúng rồi, chín chậu. Chậu hai cái này. À. Chậu hai này là chín chậu 18 này, chín chậu. Dăm tượng trưng mỗi cái hai hôm thôi. À. Ừ, hai hôm rồi. Bây giờ là lỗ mà mấy giờ? Ba loại vậy đi. Vậy làm cũng nhanh chứ có gì đâu. Dâm lấy một đợt lại. Ba loại vậy đó mà chín. Mỗi cái hai món. Mỗi cái ba. Cái kia kìa. Cái chậu kia đâu? Chậu đất nãy. 1 2 3 ba lỗi nè. Ừ. Lỗi giờ tới đủ rồi. Đủ hai cái lỗi này. Ừ. Chân lỗ đầu mỗi cái hai chậu đi rồi cái này. Dâm thử nghiệm ba loại đất mà. Đó, rồi mình chuẩn bị cái này. Dâm xuống chừng 4 phân thôi.
đó rồi xịt nước mình trùm mũ lại rồi làm thêm mỗi cánh cổng đi không xịt nước làm... đi trùm mũ lại vậy là dông vậy rồi, rồi trùm mũ lại mũ để không mát chờ ngày ra rễ xịt nước đi. Rồi xong cầm mũ lại đây là đất Lâm Đồng Đà Lạt nè các bạn các cháu màu nó đỏ lòm đây có các lỗ rồi chờ nó chẳng rồi đây là trò trấu vỏ trấu cho dừa của địa phương đây là cát sông Tiền à, thử coi ba cái loại này cái loại nào lên mạnh mỗi cái dâm hai hôm hết thôi cầm mũ lại rồi trùm mũ là cột dây là xong các bạn thấy chưa vậy là cảm ơn các bạn các cháu xem video nữa các bạn các cháu chào các bạn các cháu nha mình cột dây lại vậy là xong để trong mát thôi cột dây lại vậy là xong đó. Lần nữa xin cảm ơn các bạn các cháu nha. Xin chào.